Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay ngày 31 tháng 10, từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam có mưa to đến rất to. Trong hôm nay, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Từ sáng sớm hôm nay đến sáng ngày 2 tháng 11, từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 200mm, có nơi trên 400mm. Ngày và đêm nay, ở khu vực Khánh Hòa, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Cảnh báo, trong 6 giờ tới, từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có mưa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Về thời tiết trên biển, hiện nay, ở khu vực Bắc Biển Đông đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, biển động mạnh. Dự báo, ngày và đêm nay, từ Quảng Trị đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến 8, từ đêm gió giảm dần, biển động, sóng biển cao 1,5 đến 2,5 mét. Ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao 2 đến 4 mét. Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến 8. Ngày và đêm ngày 1 tháng 11, ở khu vực phía đông của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao 2 đến 4 mét.